Là địa phương thứ hai trong tỉnh sau thành phố Đà Lạt thành lập tổ công tác liên lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đến nay, tổ công tác 141 huyện Đức Trọng đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông, giữ gìn bình yên cho người dân khi tham gia giao thông vào ban đêm. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đức Trọng, sau khi thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 26 tháng 4 2015 đến nay, tổ công tác 141 Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra hành chính đối với 346 trường hợp, lập biên bản xử lý 126 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 78 phương tiện để xử lý. Qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện 10 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, gồm vận chuyển lâm sản trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và 7 vụ tàng trữ hung khí nguy hiểm khi tham gia giao thông. Qua đó, ngành chức năng Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 dao tự chế, mã tấu, 7 tiếp sắt, một bình xịt hơi cay cùng nhiều hung khí khác. Như vậy, Đức Trọng là địa phương thứ hai trong tỉnh, sau thành phố Đà Lạt, thành lập tổ công tác liên lực lượng, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã xử lý có hiệu quả các đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu vi phạm khi tham gia giao thông, các đối tượng tụ tập quậy phá, đua xe trái phép, đem lại sự bình yên cho nhân dân khi tham gia giao thông trên đường vào ban đêm.